Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gỏi bò bóp thấu. Về rau củ thì mình sẽ dùng là 5 loại, thì tổng khối lượng là khoảng 700g, bao gồm là xoài sống, khế, chuối chát, khóm, cà rốt. Phần khóm, cà rốt với xoài thì mình sẽ sắc ra thành như thế này, thành cọng như thế này nè. Đừng có mỏng quá các bạn, hơi dày dày chút xíu. Phần khóm hay là thơm thì mình cũng sẽ sắc miếng như thế này luôn. Còn phần khế thì mình sẽ sắc cái hình ngôi sao như thế này. Chuối chát hay còn gọi là chuối sống, ở đây mình dùng là chuối sim. Thì khi mua về đó mình sẽ gọt cái vỏ xanh đó, gọt vỏ xanh. Rồi mình sẽ ngâm ở trong cái nước, nước mà mình pha giấm hoặc là mình pha chanh tắc. Tốt nhất thì mình nên pha chanh với tắc, nó sẽ thơm hơn. Rồi mình sẽ sắc thành miếng như thế này. Mình cho lại cái nước đó mình ngâm để cho đừng có bị thâm đen á. Rồi mình rửa sạch nó lại. Khoảng 300g thịt bò thì mình đã cắt mỏng rồi. Một ít rau thơm gồm có là húng lủi với rau răm. Một củ hành tím mình băm nhuyễn để hôm mình sẽ xào thịt bò. Khoảng 2 muỗng canh tỏi ớt băm. Hôm nay thì tạo độ chua cho cái phần nước trộn gỏi, mình sẽ dùng là nước chanh dây nha. Hoặc các bạn dùng tắc hoặc là chanh. Nhưng mà các bạn có thể thử mình dùng cái nước chanh dây làm rất là thơm, rất là ngon luôn. Ở đây mình dùng khoảng 3 trái chanh dây, rồi mình sẽ cho một tí nước vào mình lượt nó ra thì nó mới nhiều nước như thế này. Mình phải cho nước vô mình dầm mình lượt nó ra mình mới lấy được hết cái chất chua của chanh dây. Mình do mình dùng là 3 trái nhỏ. Còn nếu như các bạn dùng trái lớn đó, khi mình dùng khoảng 1 trái, 2 trái là được rồi. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Về gia vị ướp thịt bò thì mình sẽ ướp những gia vị đơn giản và mình ướp nhạt thôi. Tại vì đây là món gỏi, khi ăn thì mình còn có cái nước trộn gỏi nữa. Do đó mình ướp nhạt vừa phải, nên đừng ướp mặn quá nha. Mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Cho vào đây một chút xíu muối thôi các bạn, khoảng một đầu đũa muối thôi. Khoảng nửa muỗng cà phê dầu mè, nửa muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh tương ớt. Mình cho vào đây thêm nước chanh dây nha, khoảng 2 muỗng cà phê thôi, cho nó thơm, nó mềm bò. Bây giờ sẽ trộn đều lên. Thịt bò thì do đã được sắc mỏng rồi, do đó là mình sẽ không cần ướp quá lâu. Các bạn ướp khoảng nửa tiếng, 1 tiếng là được rồi. Nhưng mà mình nếu như ướp lâu quá thì nên để ngăn mát nha. Còn bình thường thì tối thiểu là khoảng 15 phút để cho nó ngấm, nó ngon hơn. Mình sẽ đi pha nước trộn gỏi. Mình cho đây 2 muỗng canh rưỡi đường. Khoảng nửa muỗng cà phê muối thôi nha các bạn. Nước chanh dây. Mình cho đây khoảng 4 muỗng canh nước chanh dây. Do trong đây nó được pha nước lọc rồi đó, nên mình sẽ không cho thêm nước nữa. Nếu như các bạn dùng chanh tắc thì mình sẽ thêm nước lọc vào nha. Các bạn lưu ý, khi mà mình pha nước trộn gỏi mà bằng chanh dây nó sẽ khác hơn là mình dùng chanh thường với là tắc. Nếu như các bạn pha nước chanh dây thì khi mà mình cho nước mắm vào mà nó thiếu độ mặn thì mình sẽ cho thêm muối. Mình sẽ không dùng quá nhiều nước mắm, nó sẽ bị ác, nó mất đi cái mùi thơm của chanh dây. Do đó là mình cho khoảng 1 muỗng canh nước mắm thôi nha. Mình nếm thử thì mình thấy mọi thứ nó vừa đó các bạn. Nếu như mà thiếu chua thì mình sẽ thêm cái phần nước chanh dây, hoặc là thiếu mặn mình thêm muối. Mình pha nước chanh dây nó thơm cực kỳ luôn á, các bạn nên thử nha. Giờ mình sẽ cho tỏi ớt nha. Coi như là nước trộn gỏi của mình đã xong rồi đó. Các bạn lưu ý, nước trộn gỏi thì mình phải làm cho nó sánh như thế này nè. Nó hơi kẹo kẹo á, chứ mình không có làm nó lỏng quá nha. Bây giờ mình sẽ đi trộn cái này trước nha. Xoài, cà rốt, khế chuối chát thì mình sẽ trộn trước. Cái khóm nó giòn, cái vị nó chua chua ngọt ngọt nên mình sẽ để sau, mình rắc lên sau cũng được. Đi mấy cái này thì phải trộn trước để cho nó thấm á. Cho nước trộn gỏi vô đây. Khoảng 3 muỗng canh.
mình trộn cho đều lên thì hoa nó sẽ xẹp xuống á, nó rút gia vị vô nó xẹp xuống. Các bạn lưu ý á, xoài á, là mình phải sắc, mình dùng dao mình sắc nó sẽ ngon hơn là các bạn bào á. Bào thì sợi nó nhuyễn lắm, với lại khi mà mình bào mình trộn nó rất là dễ ra nước. Mình đảo đều sơ thôi, mình để cho đây nó ngấm chút xíu. Nãy giờ mình để cho nó ngấm cũng khoảng được 10 phút rồi đó các bạn. Thì trong lúc mà mình để cho nó ngấm thì các bạn cũng phải trộn nó cho nó đều nha. Bây giờ cái nước này nè, mình bỏ đi, mình đừng có lấy, cái nước này nó lạt rồi. Sau khi đã chắc bỏ cái nước ra rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm cái nước trộn gỏi vào nha. Thì mình cho thêm cái lúc này cho nó đậm đà, nó ngon hơn á. Khoảng từ 2 đến 3 muỗng canh tùy theo khẩu vị. Phần còn lại thì mình sẽ để mình chấm. Mình trộn như thế này nó ngấm, nó ngon lắm, nó đậm đà. Còn mình trộn cái nước đầu mình không bỏ thôi, nó bị lạt gỏi. Tiếp theo mình sẽ đi xào bò, mình cho một ít dầu ăn vào chảo. Cho hành tím vô mình phi cho nó vàng thơm lên. Hoặc các bạn dùng tỏi cũng được. Như bắt đầu nó vàng rồi nè. Mình sẽ để lửa lớn trở lại nha, xào bò mình để lửa lớn nha các bạn. Ở ngoài tiệm á, người ta có cái bếp khè, thành ra người ta xào bò ngon lắm. Mình cho nó hơi săn lại rồi mình mới đảo nha. Tại mình xào ở nhà nó khác với cái bếp khè người ta xào á. Mình chảy cho nó đều ra, đừng có dồn cục. Rồi mình đảo lên. Mình xào cho bò nó vừa chín tới để nó giữ được cái độ mềm. Cái miếng nào nó còn đỏ mình lật nó lại. Mình thấy nó được rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha. Khi mà mình tắt bếp á, thì sức nóng còn lại của chảo thịt nó sẽ chín tiếp tục nữa. Do đó các bạn phải trừ hao. Khi trộn gỏi thì bắt buộc cái phần nước ngọt này mình phải bỏ đi, chứ mình không có xài nha. Mình xài mình cho vô ướt cái gỏi. Thịt bò là sau khi mà mình xào thì mình sẽ ăn liền nha các bạn, chứ mình đừng có để lâu quá. Phần rau thơm á, thì mình sẽ không có cắt ra. Mình để nguyên lá mình trộn cho nó đẹp. Mình đảo sơ nó là mình cho ra dĩa được rồi. Làm món này nó rất là nhanh. Mình cho tiếp khóm lên đây. Nếu như khóm các bạn chua quá thì mình sẽ, khi mình pha cái nước trộn gỏi thì mình cũng điều chỉnh độ chua lại nha. Sau đó mình sẽ cho thịt bò lên trên. Món này mà khi đãi tiệc á, là mình xào bò chín xong là mình phải đãi cho khách liền á, thì ăn nó mới giữ được cái độ mềm ngon. Còn mình xào trước để hồi cái thịt bò nó bị khô. Giờ sẽ cho đậu phộng rang lên. Các bạn có thể giả dập hoặc là để nguyên hạt như mình nha. Cho thêm hành tím phi lên. Món gỏi bò hôm nay của mình thì mình sẽ ăn kèm chung với bánh phồng tôm cho nó ngon nha. Về gỏi bò thì có rất là nhiều cách để trộn gỏi bò. Rau củ cũng rất là đa dạng. Hôm nay thì mình sẽ dùng những cái loại như thế này để trộn chung với thịt bò. Về màu sắc nó nhìn cũng rất là hấp dẫn. Nó có rất là nhiều màu ở trong đây. Tuy là mình nói món này là trộn chung với chuối chát, nhưng mà thực tế cái chuối nó không có chát nhiều các bạn, nó chỉ hơi chát nhẹ thôi. Để khi mình ăn nó sẽ kích thích cái vị giác hơn, nó ngon miệng hơn. Mình sẽ ăn chung với bánh phồng tôm nha. Thì mình dùng những cái loại rau củ như thế này nè, thì bắt buộc là các bạn phải có đủ những cái này thì mình trộn món gỏi này mới ngon. Còn thiếu một hai cái thì ăn không ngon. Về gia vị thì mình sẽ chọn cái gỏi này nó vừa ăn thôi. Còn khi mà người ta cảm thấy thiếu á, thì mình sẽ cho thêm lên. Phải nói rất là ngon các bạn, vừa ăn lắm.
cái món này á, ngoài người ta chấm chung với cái nước mắm chua ngọt này á, thì người ta chấm chung với mắm nêm. Nhưng mà theo mình thấy á, muốn dễ ăn thì mình sẽ chấm chung với nước mắm chua ngọt. Nhưng mà hôm nay cái công thức nước mắm chua ngọt của mình á, nó đặc biệt ở chỗ là có chanh dây, nên gỏi cực kỳ ngon và rất là thơm luôn. Thịt bò mềm ngon lắm. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.